Combo chiến game siêu mượt trong một mùa hè rực lửa. Đầu tiên là tai nghe gaming HyperX cả loa AirPods chuyên để nghe tiếng súng cũng như là nghe tiếng chân. Tiếp theo là QS100, bộ nọc âm hay còn gọi là bộ kích âm, dùng để kích âm thanh game, đặc biệt là kích tiếng chân, giúp người chơi có được lợi thế. Bộ chuyển đổi Lightning cho máy từ iPhone 8 tới iPhone 14 Pro Max, giúp người chơi có thể vừa chơi vừa sạc vừa nghe. So lạnh GT29 dùng cho cả iPad, điện thoại và máy tính bảng, tản nhiệt giúp cho thiết bị đỡ nóng, giật lag. So lạnh BL7 loại xịn dành cho điện thoại, tản nhiệt cả CPU giúp cho chiến game siêu mượt không lo giật lag. Đẹp, gọn, lạnh và bền. Tai nghe khung dây GVK10 có hai chế độ kết nối là kết nối sóng 2.4 GHz và kết nối Bluetooth. Riêng kết nối sóng 2.4 GHz thì sẽ không bị delay và chậm âm thanh, nhỏ gọn chuyên để chiến game, giảm dây dợ, củ sạc nhanh 30W, hàng đẹp và xịn không lo cháy nổ. Anh em đặt hàng thì liên hệ qua số Zalo này cho mình nhá. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tuli. Hôm nay mình sẽ quay trở về Livic làm clip trà trộn cho anh em xem nha. Hôm nay mình sẽ mặc cái bộ đồ phổ thông của Victor. Căn bản là trong cô đồ thì cũng không biết mặc bộ nào được rồi nha mọi người, nên thành ra là cứ mặc mấy cái bộ đồ phèn phèn nó hơi nghèo nghèo tí, xem được độ kích hay không. Mày là trước mặt đấy anh em ạ, chuẩn bị xuống này đấy, bảo mà còn một thằng nữa anh em ạ. Ui giời ơi, thằng này quét mạng của mình rồi. Quét tận hai mạng luôn anh em ạ. Được rồi. Chưa thấy tiếng chạy vào gần đây. Mình cứ phải rút lết sẵn đi anh em ạ. Nó mà vào phát mình ném cho đi luôn. Mình chết, ủa mình còn sống anh ơi. À, để xuống chơi luôn à. Ây dồi, đau quá anh em ạ, tại vì không có giáp. Đau quá. Thêm một thằng nữa để vào cửa này. Mặc dù là bộ đồ thì nó nghèo nhưng mà súng thì lúc nào cũng full anh em ạ. Rồi, đâu. Bye bye. Lên đi bạn ơi, lên đi, come on. Đúng rồi. Ui, để đồ họa Ultra HD nhìn trông đẹp thế. Mình sẽ đi lên trên này đi anh em ạ. Không kịp. Ba người không cay được một thằng tại vì nó ở trên cao anh em ạ. Phải lên cao hơn nó thì mới bắn được. Rồi. Còn một tiếng chân phía bên dưới mình nữa. Đây này, ở ngày trưa phía dưới này. Rồi, đâu. Này là chắc chắn là sẽ không kịp triệu hồi ông thần này rồi. Thôi. Là tạm cái này. Thank you. Đi với cô y tá mà sao chết được. Ui giời ơi, không kịp anh em ạ. Nào vậy? Ô, có một thằng đang nằm ở trên chỗ ngay cạnh thuyền kìa. Ngay bên cái thành của cái thuyền ấy. Phía trên này, vừa nhảy dù thấy xong. Rồi. Trời ơi, có một thằng rồi. Bay từ phía bên kia sang, bay từ thuyền bên kia sang nha mọi người. Ra với chúng tôi đây. Mở cửa ba bắn đau lắm bạn ạ. Ở phía dưới này có người này. Vừa bắn xong rồi. Mình sẽ xuống chơi luôn xem nào. Không biết là mấy thằng rồi. Ui có vẻ đông anh em ạ. Mấy tiếng chân liền cơ. Ui dồi ôi mất lửa cái máu. Im im mới ăn được chứ. Lỡ người khác ăn. Ba thằng, vậy là có ít nhất là ba thằng rồi. Đồng quá. Thôi, mình không bay kịp lại xuống dưới kia anh em ạ. Nên thành ra là ở đấy đút tạm cái thính đi. Giờ mình sẽ quay trở lại trả thù với team kia. Chả biết phải tìm đấy không nhưng mà đây rồi. Một thằng đi dù. Còn thằng này thì đi luôn này. Kiểu gì nó cũng hạ cánh ở chỗ mít tầng.
Đấy, biết ngay mà. Không có scope. Có một scope 4 bắn hơi hoang mang. Ô, oh, có tiếng nhảy dù. Đồ má. Bạn ơi, bạn còn đồng đội hay không đây? Nó thấy mình rồi. Rồi, nâng 1. Cốp 4 bắn hơi khoai anh em ạ. Kể ra có cốp 6 hoặc là cốp 8 thì cái tâm nó sẽ dễ ke hơn. Quả bom này có vẻ hơi xa. Chỗ kia nó dốc cao quá. Chả hay có à. Mình lên trên này mình thử ném bom xem nào. Rồi, nghe tiếng hình như để gốc cây rồi. Nâng 1 này. Ai rồi. Còn hai thằng nữa. Rồi nó một, vậy là còn thằng cuối ở đây thôi. Còn thằng cuối ở đây thôi nha mọi người. Bạn chạy đi đâu? Trời ơi. Đây là bản nữ đầu tiên của chúng ta anh em nhá. Mặc dù nó hơi mờ ảo một tí nhưng nếu cái ảnh này mà rõ thì nó cũng phải ối giời đấy anh em ạ. Rồi tiếp tục này anh em ơi. Trận thứ hai. Cảm giác như là mặc cái bộ đồ này di chuyển các thứ linh hoạt hơn ý. Ồ, trước mặt có đây. Ôi, ném nhầm rồi. Ông kia đứng khuất quá, không có vào được. Trước mặt có tiếng chân này. Ồ, ra đây đi. Đây rồi, khủng long bọn chúa. Rồi, đâu? À, đi luôn. Có thằng tiếng chạy sang đây anh em ạ. Chạy ra đi bạn ơi, chạy ra đi. Wow. Trời ơi, chuẩn cơ luôn. Thế xin. Thường ở trên khu sự kiện Billy. Có tính chất ở dưới anh em ạ. Thường là ở trên khu sự kiện Divic này thì chúng ta sẽ không kịp thời gian để mà triệu hồi thần đèn đâu. Bởi vì để cái chân này nó lúp ý, mà thời gian thì cũng có hạn. Nó ít hơn rất là nhiều so với cả cái pub E. Đấy, 4 ông cùng đẩy cùng một lúc. Đấy, xong rồi đi đâu càng quét từ đấy. Đi đâu càng quét từ đấy thì lúc đấy mới có thời gian để triệu hồi thần đèn được. Chỗ địch mà lúp thì cũng mất thời gian lắm. Ôi dồi ôi. Gặp trần trời rồi. Đấy đấy bạn ơi. Trời, nghe thấy tiếng mình. Nghe thấy tiếng mình rút bom cho chạy vội chạy ra. Rồi thêm một thằng nữa để gần này. Sới bom đi bạn ơi. Rồi đi luôn cả hai. Mấy thằng kia nó két mạng của mình rồi. Thẻ đâu, trời ơi, nó nhặt hết thẻ rồi anh em ạ. Bỏ lại nhanh thế. Thằng này két của mình một mạng rồi. Đã thế mình lại không nhặt được thẻ của sinh nữa, nó mới đau chứ lị. Còn tận hai thằng nữa cơ anh em ạ. Một này. Ôi, thằng này trước mặt này. Ôi giời ơi. Rút bom là dở rồi. Rút bom là dở rồi bạn. Mình đang đi ở gần mà. Đấy, thấy chưa. Lia xong thì lúc đấy nó cũng hết thời gian ở trên khu sự kiện. Thành ra là ai mà chưa kịp triệu hồi là đi luôn. Giờ ra cái khu sự kiện đằng trước mặt đấy. Kiếm người. Trời ơi, vừa mới nắp khỏi mồm xong thì tự nhiên có bắt thằng đằng sau bắn. Rồi bạn ơi. Ở đây rồi. Thêm một thằng nữa đẩy nha mọi người. Một đây. Trái có.
Một pha nghiêng người đến gãy cả xương ạ. Mark the location. Tầm này đang cứu đấy, mình cho nó qua lửa xem nào. Mark the location. Hết nết rồi nó mới đau chứ lị. Đây rồi. Gạt một. Mày này, rồi xong, hết phim. Clear team này rồi. Nhanh đi kiếm người tiếp anh em ạ. Chắc chắn sẽ có một team có hồi sinh. Bởi vì lúc mà mình tới ăn. Ơi, boss à. Bởi vì lúc mà mình tới ăn ý, thì đã mất hết thẻ hồi sinh rồi mà. Thành ra là kiểu gì cũng có một team có tự động hồi sinh. Watch out. Ra thêm con boss thì vậy. Bình thường nếu mà đồng đội gần là mình để đồng đội ăn đấy. Rồi, sao? Thính không có đằng này thì chắc là đằng kia rồi. Ô, lại người à? Người ở boss đây. Cái kiểu này giống kiểu gọi lắm. Ui, có thằng hồi sinh. Ui rồi ôi, chết dở. Mày này. Ui, shotgun à? Hoang mang sửa tay thế thôi, sao căn thì em chịu, em phán đây. Thằng kia nó kém mạng của mình rồi sao ấy. Có một thằng xin lỗi. Đâu này. Gạt luôn cho nó chắc. Còn thằng sau căn bên kia nữa. Mình cứ phải vào nhà bơm máu đi. Cho nó an toàn anh em ạ. Trước mặt này. Nó lại đẩy sang bên trái rồi. Thì tiếng rút chốt bom của mình hay sao ấy. Cứ khi nào mà mình rút là coi như nó đẩy, nó đảo. Khôn phết nhở. Để sang đằng này rồi. Mày ui dồi ôi. Này ra đi bạn. Này thì shotgun này. Đã kết bạn còn shotgun nữa. Mất thời gian quá. 14 kill rồi. Bên này có thể súng tiếp luôn này. Một thằng trước mặt mình anh em ạ. Có vẻ đông đấy. Watch out. Nó ở góc. Help. Đi lộ quá là sợ thằng trên kia nó bắn. Watch out. Mày này, đâu rồi? Ui, bên này cũng có. Đâu một. Nhảy đi bạn ơi. Chạy sang bên trái ơi. Rồi, đi. Hình như mình ăn được có 3 mạng thôi đúng không? Team này có 4 thì mình ăn được 3. Rồi, bắn đầu ấy. Ui rồi, đằng này à. Rồi, xong, hết phim. Easy anh em ạ. Trận này mình bắn M762X4. Giờ cứ thấy súng nào là lạ tí. Kiểu như là lâu lâu mà không bắn thì mình sẽ nhặt và mình bắn luôn nhá. Đấy. Bạn nữ đầu tiên, à quên, bạn nữ tiếp theo của chúng ta đây. Bạn nữ tiếp theo nữa của chúng ta đây. Ui bạn này dáng đẹp đấy. Mỗi tội là quay mặt về phía bên kia ơi. Mời bạn ly cà phê nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã donate và ủng hộ cho mình. Nhưng mà bạn lại quên để tên mất rồi.
Nghỉ lễ nếu mà không đi chơi thì ở nhà xem clip vừa giải trí vừa hội bánh nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Anh Nam Đà Nẵng, mời tôi ly cốc trà đá giải nhiệt trong thời tiết nắng nóng nha. Vâng, em lại cảm ơn anh Nam ạ. Em thì tầm này em chỉ muốn đi biển thôi. Mà biển thì Đà Nẵng là cũng là một trong những nơi mà em muốn tới. Đà Nẵng thì cũng nổi tiếng từ du lịch biển đảo cho tới con người nữa. Nên thành ra là sau này có cơ hội nhất định em sẽ đi Đà Nẵng. Và cảm ơn anh Nam rất là nhiều và chúc anh nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình và bạn bè nha. Em tháng 72, có nghĩa là Bà Rịa Vũng Tàu. Mong anh thường xuyên thay đổi súng cận chiến khác để cho lạ mắt nha. Cảm ơn Thắng đã donate và ủng hộ cho anh nha. Và anh sẽ tiếp thu ý kiến và đợt tới này làm clip anh sẽ đổi những cái khẩu súng cận chiến khác liên quan đến MG hoặc là những cái khẩu súng bắn xa như là súng TAT chẳng hạn. Bà Rịa Vũng Tàu là tha hồ đi biển nha. Cảm ơn Thắng rất là nhiều vì đã donate và ủng hộ cho anh. Em Diễm gửi anh lời chúc sức khỏe, biết anh lâu rồi nên mới có dịp donate. Nhờ coi clip của anh mà em thấy em bắn hay hơn được một tí. Ok, anh cảm ơn Diễm rất là nhiều. Diễm thì chắc là tên con gái rồi. Cảm ơn Diễm rất là nhiều vì đã donate và ủng hộ cho anh nha. Anh thì cũng không phải thuộc dạng pro hay bắn hay gì. Chỉ là thi thoảng thay đổi một tí để anh cho anh em xem cho lạ mắt thôi. Hoặc là có cái gì mới thì cũng chia sẻ cho anh em để anh em có thể học và cải thiện kỹ năng. Nên là thấy mọi người cải thiện được kỹ năng nhờ những cái clip của mình thì anh thấy rất là vui. Và anh cảm ơn Diễm rất là nhiều. Chúc Diễm và gia đình có thật nhiều sức khỏe và vui vẻ trong những ngày lễ này nha. Em Tuấn Phú Thọ gửi anh cốc cà phê. Chúc anh ra thật nhiều sức khỏe để ra nhiều clip hay hơn nữa nhé. Ok, anh cảm ơn Tuấn Phú Thọ rất là nhiều vì đã luôn đến và ủng hộ cho anh. Chúc em và gia đình thật nhiều sức khỏe này, bình an và hạnh phúc. Anh cũng mong là có nhiều sức khỏe để không có một ngày nào mà không đăng clip cho anh em xem cả. Chỉ sợ trẻ cố quá thì già lại quá cố thôi. Tại vì chơi game toàn phải ngồi thôi anh em ạ, chứ mình không có bắn nằm được. Nên thành ra là ngồi lâu nó rất chi là đau lưng. Mong sao là không có ảnh hưởng nhiều quá đến cái cuộc sống của mình anh em ạ. Cảm ơn Tuấn rất là nhiều và cho anh gửi lời chào tới các anh em ở Phú Thọ nha. Bé Duy chúc anh nhiều sức khỏe ra nhiều clip hay. Anh cảm ơn bé Duy rất là nhiều vì đã donate và ủng hộ cho anh. Anh thì vẫn luôn cố gắng làm những clip thật hay cho mọi người xem. Vì thế là mong anh em luôn ủng hộ anh để cho anh những cái động lực làm clip hàng ngày nha. Cảm ơn bé Duy rất là nhiều và chúc em có thật nhiều sức khỏe bên gia đình và bạn bè nha. Và thêm một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các anh em ở trên kênh đã donate và ủng hộ cho mình. Chúc tất cả các anh em thì nghỉ lễ thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, mình quay trở lại đây anh em ơi. Tiếp tục là về Livic. Phải nói thì map nào mình cũng chơi được, mỗi tội là chơi ngu hay chơi dở thôi anh em ạ. À, mình gạt cho đồng đội ạ. Đồng quá. Một đây. Hết chưa? Vào trong cái khu này sợ lắm. Toàn kiểu bị móc thôi anh em ạ. Núp đi xong nó móc thôi. Ơ, không đẩy à? Ui, chạy đóng com thế này. Chắc là con gái chơi rồi. Để kẹp hai hướng ạ. Thế thì game thấy ngáo rồi. Đang để nhau rồi, đang để nhau, khác team thì vậy. Đây, cho bạn có bom này. Ui giời ơi, em xin lỗi. Một này, hai này, từ xin nhá. Phượng còn đông thế, trời ơi. Từ xin, thank you very much. Gần rồi, năm nay năm đi xuống, sắp chết rồi. Có một thằng nhảy này. Hình như nó nhảy từ phía trên nhà chính xuống cầu thang. Anh khui nhà đi. Quả bom có vẻ là hơi thấp. Để mình cho nó cao cao thêm tí nữa xem. Người nhưng mà chỗ này mình vừa bắn chết một thằng mà. Cứ chân. Sơi bom đi bạn ơi, rồi lâu. Mặc bộ đồ này. Nào, cai hùng đâu, tới bảo vệ mỹ nhân đi. Chưa có gạt đâu. Đây, có. Nhưng mà hình như có team khác để tới. X6 luôn nhá. Ui dồi ôi, tận hai thằng kìa. Ngon. Vai. Tầm này để mà cân ngon thì shotgun anh em ạ. Shotgun
Một thằng nó đúp ở chỗ ngoài cửa hay sao ấy, để mình cho nó nhảy xem nào. Mark the location. Một. Bye bye bạn. Team Indo. Ui giời ơi. Chết rồi, phí quá anh em ơi. Bị gạt rồi. Thôi sao, làm lại anh em ạ. Đây, mình đi hồi sinh đây. Đúng rồi, nào mày, đẩy luôn đi. À thôi, cứu cho nhanh. I'm recalling a teammate. Watch out. Vai trưởng là tao đằng sau rồi. Nhanh thế má. Lại có tiếng chân đẩy chiến đấu mình nữa này. Thôi, kiếm chỗ góc khác có hợp lý tí nhé. Đây rồi, ở đâu rồi. Watch out. Lốc 1 rồi. Cái tổ ở đâu? Buồn ngủ quá anh em ạ, hôm qua mình thức đêm không? Thức nguyên đêm để làm clip. Thành ra là cũng buồn ngủ quá. Một rồi. Tầm này rồi xong. Ui, ai đây? Thôi bạn ơi, đợi tôi tí, tôi bơm máu rồi. I'm recalling a teammate. Đây, mình xuống cứu ơi. Mà có một thằng đang cứu xuống bên dưới thì bạn. Đúng rồi, một thằng đang cứu ở phía bên dưới, cứu xong rồi. Chạy sang này. Đâu câu? Tiệm này vẫn còn ạ. Đâu câu á? Vẫn còn người. Mẹ có phát rồi. Có người rồi em ơi. Sao một viên shotgun này không chết là sao? Nghe đẩy gì nhanh thế, lúc ke, lúc mở tâm các kiểu ke thì không chạy ra. Sao tôi vào sao? Sao này nhìn quen quen, nó mới hồi sinh xuống đấy các bạn. Cả cho bằng chết. Lên là hết. Còn một thằng đằng sau nữa. Ui dồi ôi, thế mà không nghe sót nhỉ. À, để vào à. Đồ chấm nào ạ. Gì thôi, sẽ có bao nữa. Thằng này nhìn... Rồi. Không, tớ không bắn ghê đâu, tại địch nó bắn gà thôi. Đây để chạy ra cứu ơi. Vẫn còn kịp. Đừng ngoài móc nhá. Móc tập này là khổ lắm đấy. Nóng rồi. Dưới kìa. Ui dồi ôi, anh ơi đừng. Anh ơi, em xin lỗi. Rồi, may quá. Rồi. Bạn làm em đi nhá. Tầm này hết đồ sinh rồi đấy. Nó đứng ở chỗ lan can. Mình sẽ chơi quả đập tường cho chắc. Thử ném gì sang trái xem nào. Cưng đoán xem. Mày này, lớp 1. Chuồng chứ bà ấy. Thế nó bắn đi đi, nó phun luôn. Mấy cái thằng nào đấy, trời ơi. Tí thì đi ạ. Đây con rồi. Để tảng đá rồi anh em ạ. Từ từ. Phía nhà bên kia thì vừa có tiếng chân sao ấy. Trời à. Trời. Nhanh phải gạt cái thằng ở chỗ tảng đá anh em ạ. Nó kiểu mà ghét mình ấy, nó sẽ bò ra chỗ khác để cho thằng khác bắn. Chẳng chịu gà free nhá. Đây rồi. Không ai cứu được bạn đâu. Ôi ông đi cây à. Ui, một thằng chạy qua. Sướng bắn mà. Chậm rồi. Chơi đó. Ôi, ok, 90 khỏe lắm. Thằng này với cả thằng trên tròi khác team rồi.
Bên kia có tiếng súng kìa. Rồi xong, lốp. À chết luôn. Vậy là còn team bên này thôi anh em ạ. À nghe rồi. Động thì hay đấy, mỗi đội nó hơi bé. Kìa kìa. Đang ném khói kìa. Giờ mình sẽ cho quả bom ra đây đi, cho mày hết loop rồi. Ta sẽ đẩy phải. Đấy. We are the best. Ôi giời ơi, cuối cùng cũng được kết quả này các bạn. Thiếu mỗi 2 kill là được 70 bạn. À quên, được 20 kill. Ôi giời ơi. Má cuộc đời. Bạn nước thứ 3 của chúng ta đây. Ui, bạn này nhìn trông sành điệu chân trời thế. Được đấy. Giờ mình quay trở lại đây. Tiền nhà ta đốt cháy. Cố gắng thêm một trận top 1 nữa rồi mình sẽ đi ngủ nha. Tí. Buồn ngủ lắm rồi em ạ. Ngủ tí nữa dậy là biết. Ê mày, tên sâu mày này cái mạng của tao. Rồi tao sẽ cái mạng của mày. Về nhá. Ê, đáng lẽ là mình là 2-1 đấy. Nhưng giờ thành 1 đéo nó mới đau chứ lị. À trên có kìa. Giờ mình sẽ ném một quả nhảy này. Xong mình sẽ dùng túc biến sang mình bắn nó. Trời ơi, quá hợp lý, QQ vô cùng luôn ạ. Ui dồi, chết chà. Em nhầm. Sao mình nhảy lâu thế nhở, mà địch nó nhảy rất chi nhanh nhá. À, ánh sát biển của Poseidon. Quả thằng trên đầu nữa. Copy y chang ý trên mạng. Mình tắt mất mic đồng đội đi chứ ổn quá. Ôi dồi ôi, mày quá. Quên không thu cốc. Mình kia vẫn còn anh em ạ. Này, tầm bạn thì có bom này. Ơ, đẩy luôn à. Trái mình có. Lọc tiếp. Bắn hơi sớm thì phải anh em ạ. Khoa đinh bắn hơi sớm. Ai? Chạy à? Chạy đi nè. Miền mà. Đứng lại. Đúng rồi. Hình như là rơi của bom của mình. Xong rồi thiếu hay sao anh em ạ. Thành ra là cố gắng chạy thoát bằng được để vô máu. Mình kiếm còn. Đây rồi. Không bắn được bên này thì kiểu gì bỏ bên kia. Thế đâu rồi, các bạn cứ bắn nhau đi. Để mình nhặt thẻ đã. Rồi, mình có hồi sinh rồi anh em ơi. Chỗ nào ạ? Mày quá. Bên khu nhà bên kia được. Mày này. Chạy sao đây? Vừa bên này. Thôi xuống rồi. Đường ơi. Để mình ra mình hồi sinh đồng đội anh em nhá. Số 2 vừa chết này. Thanks. Ốp đi, ốp đi. Cho mình xin của ốp đi, nhưng mà không có rồi. Hồi sinh tiếp này. Lại làm ô xin. Cái tụi này mới kêu là thì như vậy thì bây này, giờ bọn bên này vừa bắn đồng đội mình này. Sơn làm thêm rồi bị trừ. Cái nó qua nó lại cái hồi sau thằng Sơn xin lỗi. Rồi nói chung là thằng Sơn. Ta tạm cái kỳ để nghe tiếng chân nữa. Mày này. Ui ngọt quá. Còn thằng nữa anh em ạ. Nó chạy rồi. Hình như nhìn thấy mình rồi sao ấy. Ui trời ơi. Bạn bắn được mỗi phiên UMP bạn đi luôn ạ. Điều hồi sinh vẫn còn tính súng. Có bom không chọn vô đó gì? Quả này đang điều hồi sinh rồi. Đúng này mày chọn bơm khói. Chạy nhanh thế. Không kịp bà nói anh em ạ.
trên đầu. Ừ, trên đầu. Nếu mà nãy chọi qua để cho tụi mình chạy qua đó để công nó được không? Bye bye. Watch out. Máy bay chắc máy bay giả dù đấy. Đây rồi, đi ngay mà. Rồi xong. Đi luôn này. Mình kiểu vẫn còn. Mấy cái chuyện. Đây mình đang qua đang qua đang qua. Mà tụi nó cứ bắt buộc nhóm nó phải vậy. Rồi hả? Sai một cái tài liệu tham khảo rồi cũng bị trừ. Rồi nói chung là bị trừ. Thằng Bảo nó uống chung. Chạy đi bạn ơi, chạy đi. Nói chung là Tạo đồ cũng bị trừ hết. Rồi Sơn bị trừ. Mấy bạn ấy chắc vẫn đang đi học. Thế nói chuyện. Ui, có một thằng để sang bên này à? Nhanh ý. Mấy bạn này chắc vẫn còn đang đi học. Thế bảo tài liệu thi thố các kiểu mà. Còn hàng phía trên nữa nha số 4. Đây mình thấy nó. Mày đây. Thank you. Ờ, ông này hình như nó lấy cung vị mình bắn ốc đúng không? Nó đẩy vào đây rồi. Đẩy hộ cái. Hay. Còn thằng nữa chắc là chưa tới lượt mình ăn rồi anh em ạ. Nghe thằng. Thì máy bị đồng đội ăn đốt rồi. Mình cũng đẩy team này. Đừng mà nhau được các bạn ơi. Đồng lắm. Có một này. Đây rồi. Rồi xong. Vẫn đủ chỉ tiêu 15 kill anh em ạ. Ôi giời ơi. Rồi anh em xem clip thì hay đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhá. Mọi người bán nạc thì qua Facebook fanpage của mình có để ở trong đường link fanpage ở trong cái phần mô tả video ấy. Và mọi người mua phụ kiện thì liên hệ qua Zalo cho mình nhá. Đây là bạn nữ, một trong hai bạn nữ cuối cùng của chúng ta. Ui, bạn này cho được tặng quà này, ngon đấy. Bạn nữ cuối cùng tiếp này. Bạn này chắc vẫn còn đang độc thân ấy, anh em vẫn còn cơ hội đấy nha. Hello anh em, hiện tại mình đã có gắn thông tin donate ở phần mô tả video. Anh em donate thì đính kèm nội dung để mình có thể tri ân trong các clip hàng ngày nha. Combo chiến game siêu mượt trong một mùa hè rực lửa. Đầu tiên là tai nghe gaming HyperX cả lò Airbus chuyên để nghe tiếng súng cũng như là nghe tiếng chân. Tiếp theo là GS100, bộ nọc âm hay còn gọi là bộ kích âm, dùng để kích âm thanh game, đặc biệt là kích tiếng chân, giúp người chơi có được lợi thế. Bộ chuyển đổi linh cho máy từ iPhone 8 tới iPhone 14 Pro Max, giúp người chơi có thể vừa chơi vừa sạc vừa nghe. Sò lạnh GT29 dùng cho cả iPad, điện thoại và máy tính bảng, tản nhiệt giúp cho thiết bị đỡ nóng, giật lag. Sò lạnh BL7 loại xịn dành cho điện thoại, tản nhiệt cả CPU giúp cho chiến game siêu mượt không lo giật lag. Đẹp, gọn, lạnh và bền. Tai nghe khung dây GVK10 có hai chế độ kết nối là kết nối sóng 2.4 GHz và kết nối Bluetooth. Riêng kết nối sóng 2.4 GHz thì sẽ không bị delay và chạy âm thanh. Nhỏ, gọn, chuyên để chiến game, giảm dây dợ. Củ sạc nhanh 30W, hàng đẹp và xịn, không lo cháy nổ. Anh em đặt hàng thì liên hệ qua số Zalo này cho mình nhá.